Ngày 18 tháng 10, tài khoản Weibo có tên Cathy Cathy đã đăng lên những bức hình chụp tầm thường với Dương Mịch và còn tác nữ diễn viên nhiều người biết đến vào. Được biết Cathy và Dương Mịch là bạn từ thời cấp 2 khi mà thê thiếp của Lưu Khải Uy vẫn chưa nhiều người biết đến như bây giờ. Hai người thân nhau đến mức từng có một thời gian họ còn dễ chịu xưng hô thê thiếp chồng trên mạng buôn bản hội. Tình bạn lâu năm của Dương Mịch và Cathy khiến mọi người ngưỡng mộ. Tình bạn của Dương Mịch và Cathy vẫn không thay đổi sau nhiều năm, họ vẫn tầm thường xuyên bắt gặp mặt và còn chụp hình đăng lên mạng buôn bản hội. Có thể thấy Dương Mịch là một người rất tình cảm nhưng tại sao tình bạn của cô với Lưu Thi Thi, Đường Im lại không bền vững như với Cathy? Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Đường Im từng rất thân thiện khi quay bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 vào năm 2009, dù sau đó phim kết thúc nhưng họ vẫn là những người bạn thân và tầm thường xuyên bắt gặp mặt riêng tư. Sau một thời gian, Dương Mịch và Lưu Thi Thi không còn tương tác nữa, những tin đồn về việc tình bạn rạn nứt cũng hiện ra. Đám cưới của Dương Mịch cũng chỉ mời mỗi Đường Im, đám cưới của Lưu Thi Thi thì Dương Mịch cũng không hề hiện ra. Còn đối với Đường Im, nhiều người vẫn cứ nghĩ cô và Dương Mịch chính là khuôn mặt tốt nhất bi. Nhưng những tin đồn cặp bạn thân này đã trở mặt hiện ra vào năm 2017 khi mà chẳng ai còn chúc mừng sinh nhật đối phương trên mạng buôn bản hội nữa. Trong đám cưới Đường Im năm ngoái, Dương Mịch lấy lý do bận không thể nhập cuộc nhưng thực tế cô nàng lại đi chơi cùng một người bạn khác. Từng rất thân thiện nhưng giờ Dương Mịch không còn chơi với Lưu Thi Thi và Đường Im nữa. Từng rất thân thiện trong quá khứ nhưng giờ Dương Mịch với Lưu Thi Thi, Đường Im lại chẳng khác gì những người xa lạ. Dương Mịch rất thân với đồng đội ngoài ngành nhưng tại sao tình bạn với Lưu Thi Thi, Đường Im lại tiện lợi tan dở như vậy? Có thể thấy Cathy là người ngoài ngành, với Dương Mịch chẳng có bất cứ xung đột nhưng lợi ích nào nên mối quan hệ giữa họ thân thiện và cũng trong sáng sủa hơn. Còn Lưu Thi Thi và Đường Im là người trong ngành, ngay cả khi họ là bạn thân nhưng dưới sự cạnh tranh khoáng sản gay gắt thì cũng không thể nào cùng đứng tầm thường một chiến thuyền được nữa. Điều đó có thể giảng nghĩa được nguyên nhân vì sao trong showbiz Dương Mịch có rất ít đồng đội nhưng ngoài ngành thì cô lại không thiếu những mối quan hệ tốt đẹp. Nguồn Sina.